Thưa quý vị, sắc đỏ đã tiếp tục bao trùm hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay. Chỉ số VN Index đã rơi khỏi mốc 560 điểm trong sự lo ngại tăng cao của giới đầu tư. Sau phiên giảm mạnh liền trước, chỉ số VN Index đã lấy lại sắc xanh khi bước vào đầu phiên giao dịch nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó lực bán tăng mạnh khi cầu vào yếu đã đẩy chỉ số giảm khá sâu và rơi khỏi mốc 560 điểm. Giao dịch toàn sàn ảm đạm với sự thận trọng của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, về cuối phiên sáng, VN Index đã bắt đầu tăng tốc trở lại nhờ vào sức bật của cổ phiếu Vinamilk và Vietcombank. Bước sang phiên chiều, tình hình cũng không tích cực hơn khi sắc xanh chỉ duy trì vào ít phút đầu, sau đó thì thị trường chìm trong xu thế giảm. Hàng loạt mã vốn hóa lớn rơi vào tình trạng giảm giá, chỉ còn cổ phiếu gas là giữ được đà tăng. Chốt phiên VN Index giảm 0,5% xuống còn 558,43 điểm, thanh khoản chỉ đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương hơn 130 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index dao động trong biên độ hẹp vào phiên buổi sáng và mặc dù có giằng co nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, với áp lực bán mạnh dần, càng về cuối phiên thị trường lại giảm sâu dần. Khép phiên HNX Index giảm 0,7% về mốc 78,47 điểm, giá trị giao dịch chỉ còn hơn 460 tỷ đồng, tương ứng với gần 47 triệu đơn vị được chuyển nhượng.